quý vị thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng chính là những hình ảnh rất quen thuộc của thầy và trò nhà MC Academy. Và cũng xin bật mí luôn, đó cũng chính là hình ảnh của Trà My và Diễm My những ngày trước đây. Còn hình ảnh của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể thấy đó. Quý vị ơi, ngày hôm nay quý vị thấy Sông My có ổn không ạ? Nếu như mà ổn thì xin cho chúng tôi một tràng vỗ tay được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và như quý vị thấy đó, để mà có được sự ổn như ngày hôm nay thì chúng tôi đã dám tin vào chính mình. Chỉ là như ngày hôm nay, nếu như mà tôi có một năm trước á, thì cái micro mà không bật lên như thế này á, tôi đã khóc tại chỗ rồi quý vị. Tại vì tôi rất là hoài nghi về chính mình. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi đã dám tin vào chính mình. Và chính vì tin vào chính mình, chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, học hỏi. Và một điều vô cùng đặc biệt là chúng tôi đã tìm đến đúng nơi. Nơi đó có những người thầy, người cô. Họ cho chúng tôi những hành trang vô cùng quan trọng trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Và chúng tôi gọi đó là những người lái đò. Chúng em xin được cảm ơn thầy ạ. Em xin mời
sau một tiết học của thầy Hồng Quân, quý vị sẽ cảm thấy là mình hiểu bản thân mình nhiều hơn. Và một điều đặc biệt đó chính là mình hiểu được tâm lý của người khán giả đang ngồi nghe mình, xem mình dựng chương trình. Chúng em xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và em xin được phép mời thầy Kim Hải ạ. Quý vị ơi, thầy Kim Hải của chúng ta mang cho mình một trái tim rất sôi nổi ạ. Chính vì vậy mà mỗi tiết học của thầy luôn đầy những năng lượng và những tiếng cười. Và nhờ thầy Kim Hải mà chúng em hiểu rằng biết được cách để làm cho bài dạy của mình sinh động và hấp dẫn hơn. Chúng em xin được cảm ơn thầy Kim Hải ạ. Thưa quý vị, một người cô cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến, một cái người mà chúng tôi hay quen gọi với cái tên là chị thầy. Không biết là quý vị với Trà My có cùng suy nghĩ với chị My hay không? Đã có lúc á, chị My cảm thấy chị thầy của mình rất là dịu dàng, rất là gần gũi, ấm áp. Nhưng mà cũng có lúc cảm thấy cô rất là xa cách, rất là nghiêm khắc và cực kỳ lạnh lùng. Và chị My và tất cả quý vị biết không? Chúng em đều hiểu rằng dù chị thầy của chúng em làm bất kỳ điều gì đã và đang làm thì đều với một mong muốn rằng để giúp MC Academy sẽ là nhà, là chỗ dựa vững chắc để cho tất cả những ai có niềm đam mê với nghề dẫn chương trình sẽ vững tin hơn với nghề này để có thể dũng cảm tiếp tục theo đuổi nghề dẫn chương trình của mình. Và ngày hôm nay chúng em hãy bảo với nhau rằng chị thầy của mình mang trong mình một trái tim chân thành, và chúng em xin được cảm ơn chị thầy. Nhờ có sự tâm huyết của quý thầy cô mà ngày hôm nay Diễm My và Trà My có thể tự tin hơn, xuất hiện với một phong cách chỉnh chu hơn cho sân khấu này, thì chứng minh một điều rằng chúng tôi đang từng bước đến gần hơn ước mơ của đời mình. Và tôi tin chắc rằng trong tương lai, bằng sự nỗ lực cố gắng của bản thân cũng như sự đồng hành của quý thầy cô, chúng tôi chắc chắn sẽ chinh phục được ước mơ của đời mình. Còn ngày hôm nay, ngay tại sân khấu này, bằng tất cả sự chân thành của mình, xin cho phép Trà My và Diễm My xin thay mặt cho đại gia đình MC Academy xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý thầy cô vì những tình yêu thương, vì sự tâm huyết của thầy cô đã dành cho chúng em trong chặng đường chúng em chinh phục ước mơ của mình. Và một điều mà khiến chúng em luôn mang ơn tất cả các thầy cô đó chính là nhờ của thầy cô đã giúp chúng em đi đúng con đường mình đã chọn. Khi tôi hoài nghi.